Nơi trong ngày tìm mối khai cả cả đà khẩm mục này, cả nạp bạc này dụng bài nền ý để bàn cho chú mùa nơi trong cả bọc cháu chữ tăng đồng nà riêng nê tài cả tì phạm phí. Cứ bàn chấp bà đàm khô sản rộng xâm lệnh cho nọt hói. Nơi trong lúc bà tam bà xa rộng bó ai gà đàm sâu ở xa nẹ nông biện này cả nạp bạc bà chí chôn Campuchia cứ bàn lực lăng thà. Cả nạp bạc bà chí chôn Campuchia cứ bàn triêm khuôn rủi rõ nơi trong đồng nà ca khô sản bọc cháu. Rùm tiền sàmà-chắc-sàmà-chí-ká cho rùm rộp mơ nẹ nơ tù tiền bà tế kào bì thi mì tênh đại riêng trăm đó thông nơ rì thân ích đồng bình. Ai đọc bản to tha nơ khăn nông chùm nàum tì tăng tầng ọ cứ miên tại tì tăng bà rà viên mình chạm mình đơ bì bò gọp bách nơ khăn nông rì thân ích đồng bình bản nông đại riêng trăm thông chiến kế nâng miên sàmà-chắc-sàmà-chí-ká cho rùm chân lọc bì prám tơ prám mùi mơ nẹ. Bạn đã một nước bàn tràn mơn nè, mà trong hành trường gọp ấy nhá, đánh thuật thư bị xe làm tới. Hồi nông nâng tạm khai có thư mì tình thông nơi tu tiền bất tế đại cục khai tăng ọc. Hồi tại cái chỗ xài xâm lên xa rồi bỏ xâm đạch, thiên cả nạ bạn nâng chạp xài lại tạm cục khai tăng ọc ọc cho tới. Rồi thư mì tình hỏi đến nơi phụng bình những cái hè có bốn tờ tạm khai đi mùi đi mùi. Nơi tạm khai cái chân khai tờ tạm sọc đi mùi đi mùi. Nơi thơ nơi có bệnh những cư xâm rạp rình tình đi phòng bệnh này. Nên dẫn cục khăn đến ở mọi chỗ rùm, miền bà rì phù mọi chỗ rùm, tam chùm nôn tùm nọt đó bỏ. Cả nạ bạc trọng rình tình đi phòng bệnh này. Vì chân nằm bỏ đọc bầm bầy những cư bà hai chìa phàm mơn bò bồi mơn nữa. Cả nạ bạc chìa chôn mần mến tờ thơ ấy ọt miền phai nạ ca thì kết rùi hai tăng phì trong ngài. Tràn khai hai thì kết. Tăng bị biệt sâu, tăng bị bàn nâu, tăng bị đẹp lì dòng xâm rạp, bằng sọp xài chút bị chế bỏ rõt, nên dây rốn người ta cực, cực rõt nó hay. Trong nay, ai lục nhuân ở rạc đài, nẹ nông bị cả nạ bạc phân xin bệnh, ba nạ đơn thả. Cả nạ bạc đã bọc lút nâng chạp đàm cả khô sản nơi thường ngày tì bị khai cả cả đá, tạm đông vì thế xâm khăn, khăn nông rì thân đi phân bình, sở rộp tạm ca nai nông bạc bọc cơ chế bó nâng ai nhà thổ. សម្រាប់គណៈបកអ៊ុនភិញយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមការខូសនាទៅតាមការបកឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាគឺយើងនឹងប្រារព្ធកម្មវិធីជួបជុំសមាជិកសមាជិកាចំនួន4000នាក់ក្រោមថបដីភិបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅរំចក្រវុឌ្ឍនៅទីស្នាក់ការកដានៅសង្កាត់ បងរៀងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញគឺផ្លូវសំដេចបានដែលជាទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្របន្ទាប់មកគឺប្រអងម្ចាស់នឹងដឹកក្បួនយុទ្ធនាការទៅតាមដងវិធីសំខាន់មួយដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាបាននៅការស្ទះចរាចរណ៍នេះគឺជាអ្វីមួយដែលគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្របានត្រៀមជាពិសេសយើងនឹងធ្វើ ណាសូមច្បាប់ទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសាលាក្រុងជាដើមដើម្បីហែនៅក្បួនយុទ្ធនាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាខាងមុខនេះ សូមជម្រាបថាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើរនេះនេតការទី7គឺមានរយៈពេល21ថ្ងៃពលគឺពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដានឹងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន13នឹងចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតរោគសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខណៈអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះក៏ជាបអនុញ្ញាតការជួបជុំឬហាយក្បួនទ្រង់ទ្រីធំចំនួន4ដងតែប៉ុណ្ណោះ